tinh chất bí đau, sản phẩm gồm thành phần chính là 7% niacinamide, rau má, chàm trà. Với các thành phần từ thực vật làm chủ đạo gồm bí đau, rau má và chàm trà, bổ sung thêm 7% niacinamide, vitamin B3 tinh chất bí đau sẽ phục hồi mạnh mẽ tình trạng da mụn và ửng đỏ. Ngoài ra, 7% niacinamide là giải pháp hữu hiệu để kiểm soát bã nhờn, làm sáng da, làm thông thoáng chân lông giúp cải thiện tình trạng mụn ẩn và mụn đầu đen rõ rệt công dụng: kiểm soát dầu thừa, làm mờ vết thâm, cung cấp độ ẩm cho da, làm thông thoáng lỗ chân lông. Cải thiện tình trạng mụn ẩn và mụn đầu đen, làm dịu da, giảm các vết đỏ. Thành phần chính: Niacinamide, vitamin B3 giúp hỗ trợ trị mụn hiệu quả, kiểm soát lượng dầu thừa và làm giảm sự xuất hiện của lỗ chân lông to. Bí đao theo sách y học cổ truyền, bí đao có đặc tính làm mát, làm giảm nhiệt, kháng viêm và diệt khuẩn giúp điều trị mụn trứng cá mụn viêm, rau má, các hợp chất sinh học như axit asiatic, asiaticoside, axit madecassic và madecassoside có trong rau má là những chất chính giúp tăng sinh collagen cho làn da. Kháng viêm, làm dịu các vết đỏ và chống kích ứng, tinh dầu tràm trà, loại tinh dầu có mùi thơm ấm áp. Cây nồng giúp trị mụn trứng cá, vết thương, côn trùng cắn và nhiễm trùng nấm men.